quê Huế đã nở đầy sân đều ướm tương, nhưng nhọc nhằn mẹ cha con mong mẹ mãi không xa, còn con chất nhà quê tạo tân từ thuở tóc thề ngang phai, Thảo Hiền con gái cô Mai cầu hôn mấy đám xóm ngoài làng trong, 20 tuổi về nhà chồng một mình xoay sở ruộng đồng nông sâu, rách lanh một mảnh áo nâu một mảnh non rồi.
vai chờ quán chờ cầu, cối xay kéo kẹt mà đâu hết nghèo, cơn sóng bất chợt buổi chiều đồng xa chân mẹ bước nắng trưa cháy.